cảnh dinh thự trắng hơn 1.000 mét vuông trị giá 1 triệu đô. Đây là căn dinh thự được xây tại vị trí đẹp, có kích thước chiều ngang 28 dài 23 mét, tổng diện tích xây dựng lên đến 1.170 mét vuông với kinh phí lên đến 1 triệu đô. Được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, cao 3 tầng, tông màu trắng sứ kết hợp với mái ngói xanh nổi bật. Không gian được bố trí 5 phòng ngủ, 2 phòng khách, 1 phòng thờ, các không gian sinh hoạt chung, mỗi phòng đều có không gian cực kỳ rộng lớn, trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại nhất. Bước vào bên trong các bác sẽ bị mê mẩn với dàn nội thất, trang trí đậm chất cổ điển, đúng là người giàu, làm gì cũng thấy mộc mạc. Với bộ bàn ghế không thể đồ sộ hơn, được chạm trổ công phu bằng tay, chỉ cần ngồi lên là thấy có uy và quyền. Hầu hết vật liệu hoàn thiện trang trí từ bộ đèn chùm cho đến đá lát đều được nhập khẩu cao cấp. Căn dinh thự được trau chuốt tỉ mỉ công phu từng đường nét chi tiết từ mặt tiền bên ngoài cho đến cầu thang, trần nhà, từng hạng mục trong dinh thự đều toát lên sự quyền quý, làm cho kiến trúc của ngôi nhà trở nên lộng lẫy hơn. Oh, my.